Chào các bạn, hôm nay chia sẻ các bạn một cây ruối, ba cây ruối. Và có một cây ruối ở giữa mình ưng nhất, đó là cây ruối giáng long các bạn ạ. Long xà. Trong ba cây ruối thì mình ưng nhất cái cây này. Đây cây thứ nhất. Và đây là cây thứ hai. Và đây là cây thứ ba giáng lão, hay còn gọi là cái giáng cổng làng này, gần giống với cổng làng. Nhìn nhỏ thế này thôi nhưng mà thực tế nó rất là lớn các bạn. Cây giáng lão này thì già lắm rồi, cũng phải được khoảng gần một thế kỷ rồi các bạn. Còn cây này thì khủng hơn. Giáng long hay còn gọi là long trầu. Vành thân nó rơi vào tầm cỡ khoảng 1, 2, 3, 3 găng tay. Các bạn hình dung là 3 găng tay mà chập vào với nhau đấy, thì nó to như thế. Bộ đế thì được cho ôm đá. Bộ đế của nó rất đẹp các bạn. Trước thì chặt ở đây rồi, bây giờ móng nó đã ra rồi. Đây móng đây, nó ra nó ngậm rồi. Được cho lên chậu rất là lâu lắm, và cũng chưa cắt tỉa được các bạn. Bận lắm, không thể cắt tỉa được. Có thời gian mà làm thì đây một số tay do không cung cấp đủ dinh dưỡng cho nó đã bị bỏ cành héo, rất là phí. Đây là cây gì? Ruối ạ. Ruối chú ạ. Cây này là bao tiền? Cây này nó cũng phải rơi vào tầm cỡ khoảng tùy, nói chung là về cây cảnh thì ông ở chẳng có cái giá nào đâu. Ông nào thích thì một vài trăm triệu, chả thích thì 2-3 triệu. Cây cảnh thì không có giá các bạn, vô giá. Có những cây bán cho những cái đồng chí nó cũng rơi vào tầm cỡ khoảng 5-7 triệu thôi, nhưng mà đồng chí về lại bán đi hàng trăm triệu. Nói chung là vô giá, tùy vào mắt con người. Nhiều anh em thì cũng cứ nói là cây này đáng mấy tỷ, cây này đáng mấy tỷ. Nhưng mà những cái cây đáng mấy tỷ đối với mình thì mình nhìn thấy nó rất bình thường. Có thể vài chục triệu mình cũng không mua. Nhưng mà có những cây chỉ vài triệu thôi, nhưng mình ưng thì mình vẫn cứ nhập về. Đấy. Cho nên là cây cảnh hoặc tranh vẽ nó tùy vào mắt con người. Những cây mà nó gắn liền với gia đình mình, gắn liền với tuổi thơ, gắn liền với công sức của bố của mẹ mình, các ông bà mình để lại, thì thực sự nó có đến nghìn tỷ mình cũng không bán các bạn ạ. Đấy là lý do vì sao có những cái cây mà vào hỏi trong dân, người trả bao nhiêu giá người ta cũng không bán. Nó gắn liền với đời ông đời cha người ta, từ bé sinh ra người ta đã nhìn thấy nó rồi. Do vậy có trả bao nhiêu tiền người ta cũng không bán đâu các bạn. Cây ruối này thì được để trên một cái ang cổ. Nó có vào những năm 30 của thế kỷ trước các bạn. Này, ruối đây. Rất mẫu mực. Nó nằm như một con rồng các bạn ạ, giáng long. Nhưng mà chưa được cắt tỉa gì cả. Mình chia sẻ các bạn một cây ruối giáng long. Chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chào các bạn.